Ông lão tu hành nhập thất 50 năm trong hang động để thú tội vì trong quá khứ đã làm rất nhiều điều xấu. Đây là Baima Dorji. Ông là một trong số ít những hành giả tuyệt vời cuối cùng của kỷ nguyên này, khi được rất nhiều người biết đến với sự thực hành thiền định mạnh mẽ của mình. Những người đã từng gặp hoặc được biết đến ông đều nói rằng Baima Dorji là một người có nhiều khả năng thần bí. Dân làng nơi đây cũng chắc chắn rằng ông Baima Dorji có thể sử dụng sức mạnh thần bí của mình để bảo vệ mùa màng của mọi người khỏi những thảm họa thiên nhiên như tuyết hay mưa đá. Trước đó, ông Baima Dorji đã có khoảng thời gian dài 50 năm để một mình ẩn cư tu hành trong một ngọn núi thánh. Ông ấy rất khiêm tốn và hiếm khi xuất hiện để trả lời phỏng vấn, nên có rất ít thông tin về ông trên các phương tiện truyền thông. Hình ảnh hiếm hoi trên video này là lần xuất hiện đầu tiên và duy nhất của ông ấy. Video quý giá về cuộc phỏng vấn của ông Baima Dorji này là của một chàng trai đến từ một quốc gia phương Tây. Anh ấy đã cố gắng thuyết phục ông để cho mình ghi hình sau khi được nghe ông chia sẻ về tiền kiếp của mình. Bởi đây có thể xem như một thước phim tư liệu quý giá, truyền tải thông điệp tích cực đến mọi người. Vị hành giả này đã kể lại rằng, khi quán về tiền kiếp, ông đã nhìn thấy mình là một thợ săn và làm rất nhiều điều xấu xa, chỉ với mục đích nuôi sống cả gia đình mình. Những sự việc của tiền kiếp lần lượt hiện ra trước mắt. Ông thấy mình đã đuổi bắt nhiều loài động vật, làm hại đến vô số sinh mạng và chia rẽ gia đình của chúng. Khi những con thú mẹ bị bắt và sát hại, để lại vô số con non dần cạn kiệt sức lực vì không có nguồn cung cấp thức ăn. Còn rất nhiều ác nghiệp mà ông Baima Dorji đã tạo ra trong kiếp trước khi dùng bạo lực để moi tiền của dân làng, đàn áp họ và thậm chí lấy mạng của họ. Ở kiếp này, ông ấy cũng dần nhận ra rằng hành động của mình trong tiền kiếp đã gây ra quá nhiều đau khổ cho tất cả chúng sinh. Điều này khiến ông ấy cảm thấy hối hận và vô cùng tội lỗi. Loài vật cũng như con người, dù ở tầng lớp nào đều có cảm xúc và cảm giác mưu cầu sự sống như nhau, cũng có cảm giác sợ hãi, đau đớn và sân hận khi bị cướp đoạt mạng sống. Thế nhưng sự tham lam để thỏa mãn nhu cầu của mình đã che lấp trí tuệ, khiến ông Baima Dorji trở nên tàn nhẫn. Vì muốn bù đắp những nghiệp ác mà mình đã gây ra ở kiếp trước, nên ông đã từ bỏ cuộc sống của một người bình thường và chọn con đường tu hành, thực hành thiền định và cầu phước cho chúng sinh để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ. Ông Baima Dorji nhận ra việc thực hành thiền định để có một trái tim nhân hậu của chính mình và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh rất quan trọng. Vì thế, ông đã đến một hang động tách biệt với thế giới bên ngoài, một mình nhập thất tu tập trong 50 năm. Trong khoảng thời gian bế quan này, hàng ngày ông sẽ phải tự tìm thức ăn, cũng đối mặt với nhiều khó khăn thử thách. Nhưng bằng ý chí mạnh mẽ và kiên định của mình, ông đã dần dần vượt qua những thử thách ấy. Vấn đề khó khăn lớn đầu tiên trong quá trình tu tập mà ông phải đối mặt đó là vấn đề về nguồn thức ăn hàng ngày. Vì muốn tách biệt với thế giới bên ngoài để chuyên tâm tu hành, ông Baima Dorji chọn vị trí tu hành cách xa nơi ở của con người, nên không thể có được nguồn cung cấp thực phẩm thường xuyên. Trong điều kiện thiếu thốn này, ông phải tự mình học cách tìm kiếm thức ăn từ tự nhiên, sử dụng thực phẩm từ những loại thực vật hoang dã và cỏ cây để duy trì sự sống. Song song đó, ông cũng dùng thiền định để giảm bớt sự phụ thuộc vào thức ăn, học cách điều chỉnh trạng thái của cơ thể và tâm trí để đáp ứng sự khan hiếm của thực phẩm. Khó khăn thứ hai mà ông ấy phải đối mặt đó là những thử thách từ thời tiết do các thảm họa thiên nhiên xảy ra thường xuyên tại nơi này như bão tuyết hay mưa đá. Trên đỉnh núi này, thời tiết thường xuyên thay đổi đột ngột và vô cùng khắc nghiệt. Đôi khi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của bão tuyết, ông Baima Dorji còn có thể gặp phải những cuộc tấn công của gấu hoặc bão tuyết. Nhưng ông không cảm thấy sợ và cũng không làm hại đến chúng. Nhờ trí tuệ và lòng từ bi của mình, ông đã tìm ra nhiều cách để giải quyết được những mối nguy hiểm tiềm tàng từ những loài thú hoang này. Trong khoảng thời gian 50 năm này, ông Baima Dorji đã trải qua vô số thử thách khắc nghiệt của cuộc sống và cả những thử thách trong nội tâm của mình. Tuy nhiên, đối mặt với những sai trái và lỗi lầm trong tiền kiếp của mình, ông đã không trốn tránh mà chọn cách dũng cảm đối mặt và chấp nhận, bởi Phật giáo không dạy chúng ta cách trốn tránh lỗi lầm mà phải đối diện, dùng nhận thức và trí tuệ cùng lòng từ bi để chuyển hóa, tạo ra sức mạnh từ lòng ăn năn sám hối để sửa chữa sai lầm. Ông Baima Dorji đã làm được như thế. Ông ấy đã bình tĩnh đối diện và suy ngẫm lại quá khứ, sửa đổi hành vi hiện tại và thái độ của mình đối với cuộc đời, để dần dần nuôi dưỡng tấm lòng từ bi và trí tuệ giác ngộ của mình. Trong những lời chia sẻ của mình, ông Baima Dorji đã nói với du khách rằng việc thực hành là rất quan trọng bởi cuộc sống này vô thường. Ông ấy nhận ra thực hành là sự thức tỉnh sâu sắc về cuộc đời và con người. Trong mỗi con người chúng ta
luôn có xu hướng rơi vào sự kiên trì theo đuổi thế giới phù phiếm bên ngoài và dục vọng của chính mình, mà bỏ qua vô thường và những thay đổi nhanh chóng của cuộc sống. Sau 50 năm nhập thất tu hành, ông Baima Dochi hiểu rằng mỗi người không có nhiều thời gian trong cuộc sống để lãng phí. Mọi giây phút nên được sử dụng để nuôi dưỡng lòng từ bi, trí tuệ và thức tỉnh từ trong trái tim của chính mình. Điều đặc biệt hơn là ông tin rằng, đối với các học viên và những người vừa bắt đầu thiền định, thì ngủ và thư giãn cũng nên là một phần của thực hành, vì tu tập là sự rèn luyện nội tâm liên tục, nó yêu cầu sự tỉnh táo và liên tục tập trung. Ý nghĩa của từ tu, theo ông Baima Dochi nghĩ là mọi thứ đều vô thường, bao gồm mọi hiện tượng của cuộc sống và thế giới. Những người muốn thực hành thiền trước tiên là phải cố gắng vượt qua khỏi sự chấp trước và thế tục, nhận ra sự vô thường của mọi hiện tượng và đối xử với tất cả chúng sinh bằng trí tuệ và lòng từ bi. Ông Baima Dochi nói rằng, việc tu tập không chỉ là tu thân mà còn để giúp người khác thoát khỏi đau đớn và khổ nạn trong đời, đưa họ đến giải thoát và hạnh phúc. Sau những giây phút chia sẻ về suy nghĩ và kinh nghiệm của mình, ông Baima Dochi cũng khiêm tốn nói với chàng trai đang phỏng vấn mình rằng ông không còn nhiều điều để nói, bởi ông chỉ là một ông lão già nua, không có trình độ cao. Ông không từng được học nhiều kiến thức. Những gì ông nói, đó chỉ là những chia sẻ xung quanh cuộc sống của mình, những gì ông đã nhận ra sau quá trình hơn 50 năm nhập thất. Tuy nhiên, ông rất muốn từng ngày được đến gần với sự giác ngộ hơn. Mặc dù ông Baima Dochi đã già, nhưng vẫn miệt mài trên con đường tu tập để mong tiến gần hơn với cõi giác ngộ. Vào tháng 1 năm 2014, ông Baima Dochi đã từ giã cõi trần. Thân xác ông nằm yên lặng trang nghiêm, khuôn mặt điềm tĩnh như đang ngủ, nhưng tinh thần của ông sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Ông Baima Dochi đã chọn nhập thất 50 năm để có thể rửa sạch tội lỗi của lòng tham từ tiền kiếp và dùng sự từ bi trí tuệ của mình để tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến về phía trước. Vị hành giả tuyệt vời này tựa như ánh sáng trên con đường tu tập của những thiền sinh khác để họ theo đuổi sự hài hòa nội tâm, trí tuệ và lòng trắc ẩn trong cuộc sống của họ. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.